Giảm xin chào tất cả các cầu thủ đã quay trở lại với video kỳ số 237 trong kênh Đồ Câu Nhật Thành Công bên em nha. Hôm nay em gửi đến kênh cần đắp khúc, cần lưu, một lô ISO và một lô cần câu tay nha. Cần câu tay hôm nay lóng dài nhiều nè, và sau cùng sẽ có một cây chế độ zoom và lóng ngắn. Cây này 4m2, 4m8 và 5m4. Rồi, hôm nay em có ISO khen bé cho các anh mang về câu đơn đài trợ máy và câu gần nha, hoặc là hạ làm cần tay. Và giá bên em báo cho bao gồm phí ship mỗi cần sẽ là 40.000. Em bên em doanh giá cạnh tranh rồi, các anh nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Và anh nào đặt trên 2 sản phẩm hoặc 1 sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho mình. Bên em thì ship có toàn quốc, nhận hàng các anh được kiểm tra nha. Đầu tiên thì em gửi đến các anh một cây cần câu 2 khúc có độ cứng cao và ngọn đặc. Chất liệu của cần là chất liệu fib nha. Cây này là fib Nhật, Secret dài 2m4, cứng của nó là 80-100. Tổng là 2 khúc, các anh đắp khúc giúp em. Độ mới cái này là trên 95% ca. Cần phíp Nhật, tay cầm cuốn chỉ. Bass gặp Fuji FS7, đây là bass Japan nha. Nó đóng chữ US và Japan. Dàn khoen cũng là khoen Fuji luôn. Và 6 chân, bạn đời thấp có dạng 6 chân đó ca. Đấy, bo semi chống nổ nè, khoen còn sáng đẹp. Và ngọn của nó hiện tại là 2 ly nha ca. Bởi vì cây này đó là cái ngọn đặc, thường là ngọn đặc thì nó làm cái ngọn nhỏ ha, nó tháp ở đây nè các. Bên trên là đặt sợi thủy tinh, bên dưới là phôi phíp rộng. Cái này cứng cao lắm các anh, cứng 80-100 cho các anh câu đơn, ngâm lăng xê, đánh sông, đánh hồ, đi câu tự nhiên. Dịch vụ đều ok. Cái này đường kính ngọn là 2 ly, trọng lượng 384 g, chiều dài là 2m4. Giá bán là 390. Mã số 1 em bán 390.000. Rồi sang mã 2, gửi đến các anh một cây chất liệu carbon. Đây là hàng bán thanh lý luôn. Nhập được thanh lý, bán thanh lý cho mình. Dài 2m4, độ cứng là 60-100. Tổng là 2 khúc, một cây Windagen. Bên dưới thì nó có cái khoen điện cho các anh buộc bảo hiểm. Cái này nhẹ các anh. Cái này chỉ có 209 g thôi. Và dàn khoen của nó là dàn khoen nòng súng nha. Đấy. Ngọn to, cần nhẹ. Đường kính ngọn hiện tại là 3.8 ly. Ngọn là carbon xoắn nha, ngọn rộng cho mình. Rồi các anh lấy cây nào cũng được, hai cây này đồng giá nhau nha, cũng là 390 nè. Cái cần này mã số 2, em bán 390. Em sang mã 3. Cây này dài. Cây này hiện tại là có 2 khúc và có chiều dài là 3m. 3m lận ha. Đây một dòng có in chữ Limited nè, và khoen là Fuji Six Gold luôn. Anh nào lấy cây này ngon là được cái dàn khoen tốt. Em mời các xem. Cây này thì dài 3m, với độ cứng của nó hiện tại là chỉ có 30 ha. 30, cứng 30. Cây này đi câu đơn, câu ngâm nè, hoặc là đi câu biển. Đi câu biển, bè sông đều được. Nó tại là nó tại cá lớn được, nhưng mà tại cần thì cần mềm nha. Là Misaki các, Misaki hàng Nhật luôn đó. Và cái này nó có bo semi chống nổ, bo chỉ bên dưới nè. Bên dưới góc tay cầm nó xoắn caro, còn khoen là Fuji Six Gold nha các. Hàng đã qua sử dụng á, bát vặn Fuji Gold luôn đấy. Nó cụ theo thời gian, được cái là nó keo chỉ của nó còn tốt, không bị lỗi lầm, tất cả dàn khoen không lỗi ha. Six Gold hết các, các nhìn cái xứ của nó đẹp lắm. Đây, Double Fuji Six mô trề chống xoắn dây nè. Đấy. Màu xanh lá cho cây cần ha. Cây này nhiều khoen các anh. Để em đếm khoen ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 khoen các anh. Cần 3m, 15 khoen. Đường kính ngọn là 2.3, trọng lượng là 357 g. Cây này em bán 850. Mã cần số 3, 850 k. Em sang số 4 là mẫu cần câu lua, có thể câu đơn. Cái cần này dài 2m4, độ cứng MH, đến từ nhà Kingston. Kingston. Hàng này thì cây này nó có chịu tải mồi là lực tải 10-30 g. Rồi tải cá thì khoảng chừng là 5-10 kg nha. Phôi carbon. Đó, bo chỉ nè. Khoen hạng nè. Còn đẹp hết canh ha, ở đây có cái móc để cho canh móc mồi dạ vào. Mình khi mình không câu á, mình ngưng câu á, mình mỏi tay mình ngưng câu thì mình móc vào ha, mình nghỉ ngơi. Đấy.
Cần câu lưu cứng MH có thể tại mồi giả và mồi thật cũng được, nhái thật đánh cũng được. Cái cần này ngọn 1.9 ly, trọng lượng 151g, thích hợp cho các anh dùng máy đứng nha, máy câu đứng. Mã số 4 em bán là 750. Mã số 4 750k. Sang mã 5 gửi đến các anh một cây có thể câu nước ngọt hoặc là nước mặn luôn. Cái cần này dài 2m7, độ cứng MH, tại mồi được 30 đến 60 gram mồi nha. Cái này cứng cao hơn cây màu trắng nha. Dây BE các anh có thể dùng số 1 đến số 3, đến từ thương hiệu Yamaga Blend nha. Cái này hàng made in Japan. Bát vặn nè. Phôi carbon xoắn ít 2 da. Và dàn khoen Fuji Gold nha. Fuji Gold. Fuji Gold. Đầu bu đây. Fuji Gold hết thôi. Đấy, cái cần độ mới còn cao luôn ha, trên 95%. Đường kính ngọn 2.2, trọng lượng 205g. Mã cần số 5, giá là 1.450.000. Số 5 1.450k. Rồi, tiếp theo em sang Isoken bé nha. Mẫu cần câu rút nè. Có thể hạ làm cần câu tay nè. Mình đi câu đơn đài trợ máy. Đó, cái cần có độ cong tốt, mềm ha. Đó, có thể mang đi câu gần, đánh tráp, hanh nôi gì đều được. Cá biển, cá gần biển, gần đá, cầu cảng. Rồi, cái ISO đầu tiên là dài 4m3, cứng 1.5, chất liệu carbon nha, hai quay tì carbon rod. Bên dưới tay cầm được làm nhám nè, cũng còn khá đẹp, bóng sáng. Bát số 6, bát Fuji nha, và dàn khoen Fuji hết. Khoen Fuji hết. Cái này bên trên hiện tại là có 3 khoen chạy, và ngọn cần là carbon ha. Đấy. Ngọn đặc hoặc là ngọn đặc tháp long phụng thì em sẽ báo cho các anh luôn. Đó, ngọn như nào thì báo như vậy. Cần này đẹp các anh, độ sáng còn cao. Đây. Đó. 4m3, độ cứng 1.5, đường kính ngọn là 1.4, trọng lượng 180g. Cái này mã số 6 390k. Mở hàng đầu tiên ha, mã số 6 390. Sang mã 7 là một cây của thương hiệu Alpha Ticker. Này. Có tem bạc. Để dính bậy cá về chịu khó về vệ sinh tí ha. Cái bát của nó là bát Fuji FS7 cho mình. Keo chỉ còn tốt nè các anh ha. Nó dính bậy cá thôi, cạo đà. Rồi, cái này xuất xứ là Korea, xuất thị trường Nhật. Chiều dài 5m3, độ cứng 2. Ngoại hình thì có xước lông mèo nhẹ bên trên ha. Mặt này cũng đẹp nè. Đó. Dàn khoen cần là Fuji lòng xíu xám hết các anh. Khoen còn nguyên không lỗi nha. Cái nào khoen lỗi là em sẽ thay các anh. Vào video thì nó như vậy á, không sao, em sẽ kiểm tra đầy đủ và em thay. Nếu mà giao hàng đến các anh thấy lỗi thì các anh không nhận cũng được ha. Rồi, ba khoen chạy bên trên và có ngọn sẵn cho mình. Này, hiện tại là có một khoen chạy là bị lỗi nè ha. Em sẽ thay cái đó sau cho mình. Hàng Nhật bãi về quan trọng là cái phôi của nó, mình kiểm tra nó không gãy là được á. Còn xước sát thì nó đã có giá của nó rồi. Càng không lỗi và có xước nhẹ thôi. Cái này em chưa lau chùi. Cái này còn dính vảy cá. Đường kính ngọn 1.6, trọng lượng 280g. Cân này mã số là 7 450 các. Mã số 7 450k. Sang số 8 là một mẫu phôi sẵn ít vảy cá nè các. Cái cần này của thương hiệu Siêu Star, hàng nội địa Nhật, có tem vàng. Chiều dài 5m4, độ cứng 3. Cái này độ cứng cao các. Cứng cao. Hàng đẹp. Còn sáng luôn. Bát to, bát Fuji 7. Dàn khoen Fuji hết. Cái này thì có 3 khoen chạy và ngọn carbon nha. Carbon sẵn. Các anh có thể hạ làm cần câu tay được luôn. Đẹp ha, cái này còn ok. Độ mới còn sáng luôn. Góc lóng thứ hai thì nó có điểm xước nhẹ thôi. Chắc nó lâu lâu nó mỏi tay, nó chống xuống dưới một tí. Này đẹp rồi. Đường kính ngọn là 1.2 ly, trọng lượng 318g nha. Cái này mã số 8, em bán 650.
số 8 650k. Sang số 9, cần dài 5m4, độ cứng 1 ha, carbon rod. Này chắc là của hãng Marine nè ca. Này đây hơi lộ cái phần lớp bóng 2K của nó. Lớp bóng thì không có quan trọng. Lớp bóng thì chỉ là cái màu sắc thôi ha. Cái phôi của nó mới quan trọng. Khoen đẹp hết ha. Bên trên cây này có 3 khoen chạy. Cây này độ cứng 1. Sở hữu là cái ngọn đặt. Rồi, nguyên cái ngọn đặt luôn ca. Ngọn này hiện tại là có 3 khoen chạy. Độ cứng thấp nha, cho các anh đánh cảm giác. Bên trong rất là bóng ca. Này, bên trong bóng lắm. Này, bên trong bóng đẹp luôn ca. Đường kính ngọn 0.7 ly, trọng lượng 258g. Càng mã số 9, em bán là 550. Số 9 550.000. Marine nội địa Nhật Bản nha. Sang số 10 là thương hiệu Simex. Simex. Cái này hình như là của bạn Hàn Quốc nè. Bạn Hàn Quốc. 2 carbon rod, chiều dài 5m4, cứng 2. Có bát Fuji 6 nha. Fuji 6. Ngoại hình thì như em đang quay video cho các anh xem ha. Ở đây dính keo dán thôi ạ. Dán khuyên cần là Fuji hết và còn đẹp ạ. Khoen không lỗi lầm. Bên trên có 3 khoen chạy và ngọn carbon. Ngọn sắn carbon. Độ cứng 2. Đấy. Cứng 1, cứng 2, cứng 3. Hoặc là cứng 1.5, cứng 2.5. Đó. Độ bóng còn sáng luôn. Càng không lỗi lầm. Cái này nó cầm vô đầm tay nè các. Góc nó vừa ha. Nó không nhỏ cũng không có lớn quá luôn. Rồi, trọng lượng của cần hiện tại là 330g nha. 330g. Còn đường kính ngọn của nó là 1.3 ly. Mã số 10 em bán là 500k. Số 10 500k. Em sẽ có tặng kèm thêm nắp chụp cho các anh nhé. Cây nào thì nó có đi kèm nắp chụp về thì nó sẽ là có. Rồi. Tiếp theo mã 11 là một cây Daiwa. Đây, Daiwa nè. Chiều dài là 6m3, độ cứng 2 các. Bên trên xước nhẹ đây ha. Này, xước nè. Đó, chạy xước thôi. Là mặt này đẹp. Có bát vặn, bát vặn. Bát to ha. Cái này đánh biển, cái này đánh bắt cá lớn được nè các. Dàn bên dưới thì cuốn chỉ và dây mây ha. Anh nào lực á thì lấy cây này. Có nắp chụp Fuji STC. Và hỗ trợ luồng dây luôn. Dàn khoen Fuji lòng sứ xám hết. Và khoen còn nguyên vẹn, không lỗi lầm nha. Chỉ bám bụi bám đất thôi. À, đâu khoen lỗi thì em thay. Này không có lỗi cả. Bám bụi bám đất dính vào. Cái cần này bên trên có 3 khoen chạy. Ngọn đặt ha. Ngọn đặt. Màu nước sơn còn đẹp nè ca. Cái này phôi sắn nha. Sắn chìm á. Này mà những cái góc to thì các anh mới dễ thấy hơn. Này 6m3 lận. Đó, không lỗi lầm ha. Có xước nhẹ. Cần đa thẳng. Rồi, cái này em bán cho các anh là 860k. Dài 6m3, cứng 2, đai hoa nhật. Trọng lượng hiện tại của nó sẽ là 364g ca. 364 cho cây 6m3 này nha. Đường kính ngọn là 1.2 ly. Rồi, giá bán là 860. Mã số 11, 860k. Em sang 12. Cái này đẹp coi. Rồi, cái này màu đẹp quá. Cái này của NFT, thương hiệu Nhật Bản nha. Tem của nó đây nè. Chiều dài 5m4, độ cứng 3. Cái này có tổng 6 lóng nha. NFT. Bát gặp đẹp luôn.
bát stainless, quá đẹp, bát Fuji. Bên dưới nó để đây, còn cái này người ta tự bo chị vào để làm dây buộc bảo hiểm ha, mình không thích mình về mình gọt bỏ đi để làm buộc bảo hiểm nó tốt hơn. Ca cái này có nắp chụp Fuji STC hỗ trợ luồn dây, dàn khoen Fuji loại xí xích hết, khoen này tốt hơn nhiều nha. Ngọn cần là ngọn carbon sẵn, cái này đẹp các anh, này đã qua sử dụng nhưng mà còn đẹp nè, sáng quá đẹp, màu rất đẹp các anh, màu rất đẹp và không xước luôn. Đấy, cái màu mà em quay lên trên video á, khi nhận hàng là các anh sẽ như vậy luôn nha, không thay đổi đâu, cái màu của nó là như vậy luôn. Cần có đường kính ngọn là 1.4, trọng lượng 309g, mã 12. Cây này em bán là 1.750.000 nha. 12 1.750k. Em sang 13 nè. Vặn là ISO khen bé nha. Cây này là một con chim, chim Thunderbird nha, Thunderbird. Đây con chim của thương hiệu Olympic, đây là bản đời cao của nó. Này. Bát này bát Fuji NS6, bát này kháng mặn luôn ca. Bát này rất đẹp, rất ngon ha. Bát này dùng rất là tốt nha, nó cực kỳ chắc luôn, không rất lắc luôn ha. Rồi, chiều dài 5m, độ cứng 1.5, thương hiệu Olympic. Hàng made in Japan, có in luôn, in chữ và in mã code đầy đủ trên cả tem vàng và tem bạc. Đó. Cái này có đi kèm túi vải luôn ha. Màu nước sơn là xanh lá. Phần này nó có vài điểm xước nhẹ nè ca. Dàn khoen Fuji loại xứ xích hết. Và khoen này còn sáng đẹp luôn. Bên trên là 4 khoen chạy với cái ngọn là ngọn đặc. Đây là ngọn sợi thủy tinh đặc, nước sơn màu xanh lá luôn ha. Cái này có tháp long phụng ở đài đây. Đấy, màu xanh lá cây hết ca. Đặt tháp long phụng. Càng đẹp luôn ha, phôi sẵn. Khoen cái đề 3 sẽ là khoen chạy. Đó, nó chỉ có điểm xước nhỏ cho cái lóng thứ hai, xước nhỏ thôi ca. Ra rất thẳng. Chiều dài 5m, độ cứng 1.5. Cái này đường kính ngọn là 0.9 ly, trọng lượng 215g. Em bán là 1.850 nha. Rồi, cho em mã số 13, 1.850.000. Sang 14. Đây là mẫu khoen lớn các anh. Anh nào chơi khoen lớn lấy cây này, mình ném ra xa hơn ha. Cái cần này của Shimano. Có tem vàng. Tem vàng giống cái tem này luôn. Không giống, tem mà hình tròn. Cái này bản China xuất thị trường Nhật nha, có mã code. Chiều dài 5m2, độ cứng 4. Shimano Advanced ISO. Có bát vặn Fuji. Ngoại hình thì bên dưới tay cầm có xước nhẹ nước sơn thôi ha. Nguyên vẹn không lỗi lầm là được. Và dàn khoen còn nguyên Fuji hết. 5m2 cứng 4. Ngọn khá đẹp và to. Có 3 khoen chạy. Màu bên trong còn sáng ha. Cần không lỗi đâu ca. Xước nhẹ lông mèo nè. Nó như vậy thôi. Xước lông mèo. Nó chống cần xuống dưới đất đó ca. Bên trên nè. Đó. Quan trọng là chất liệu lượng của nó. Ở đây nó có cái dòng Speedonit. Các anh bấm cái này lên là nó sẽ dịch ra nó. Nó giải thích cho mình cái phôi chất lượng của nó bên trong nha. Rồi, cái này có đường kính ngọn là 2.3, trọng lượng 356g. Mã cần số là 15, 14, giá là 1.550. Mã 14, 1.550.000. Rồi, sang cần tay, mã 15. Em gửi đến canh một cây của Olympic, chiều dài là 3m6. Cái này độ cứng khoảng 3.5H nha. Những cây này thì cho các anh mua về vừa câu vừa giải trí sưu tầm cũng được. Này, hôm nay có hai cây giống nhau. Hai cây giống nhau nha. Đế giống nhau hết.
logo Olympic. Rồi, có hai cây ha, và đây đầu semi chống nổ hết, tổng là có 4 lóng semi chống nổ nè, và ngọn to này ca, ngọn này 2 ly nhá, cái này cứng 3.5 ca, giả trúc, chất liệu là phíp. Ngọn của nó có màu nước đẹp chưa. Đó, có hai cây canh mua về, mua một cặp về dùng, lấy một cặp em bao ship ha. Càng đa thẳng về câu giải trí, rô giết, cá chép, cá đô phi, cá trôi đều ok. Đường kính ngọn là 2 ly, trọng lượng 175 g, thu gọn là 104 cm. Rồi em bán là 250 một cây, cho em mã 15 250.000, 16 cũng 250 luôn ha. Rồi em sang 17. 17 em gửi đến các anh một cây 3m9. Cây này là một cây Nhật, cũng là thuộc dạng sưu tầm luôn, đến từ thương hiệu Olympic luôn ha. Có tem bạc nè. Cây này đẹp hơn. Đó. Màu sáng hơn, dài hơn, đóng semi chống nổ nhiều luôn, tổng là có 5 lóng. Cây này ngọn đặc cho nên nó làm nhỏ. Tháp lông phụng tại đây các anh, nó bo chỉ ở đây luôn ha. Đây em mời các xem. Cây kia hồi nãy là cái ngọn rộng cho nên nó to và nó không tháp. Bởi vì đặt tháp thì nó khác nhau mà, đặt là đặt ruột, rộng là rộng bên trong ha. Cái này là đặt. Cái này cứng cũng khoảng là 3 đến 3.5 h anh. Em bán cái này là 350 nha. Ngọn là 1 ly, trọng lượng 218 g. Cái này mã 16. 17. 350 k. Cho em mã số 17, cây màu vàng. Sang 18 là cây cần Shimano đi kèm túi vải ha. Cái Shimano dài 3m6, độ cứng khá cao, ổn định luôn, 3.5 h. Bên dưới có khoen để buộc bảo hiểm nè, mình lôi nó ra nhá, nó còn chắc chắn luôn này. Có tem vàng Shimano nội địa Nhật ha, màu đỏ và phíp trong cái, phíp trong nó đắt tiền cái. Đây ngọn đặc, có tháp lông phụng tại đây nè. Đẹp thẳng ha, vừa câu vừa sưu tầm được. Cái này đường kính ngọn 0.9 ly, trọng lượng 150 g. Em bán 400 nha. Mã cần 18 400 k. Sang 19. Cần câu Olympic dài 4m5. Cái này nó hay ở chỗ bên dưới nó có cuốn chỉ nè. Đấy. Và có khoen buộc bảo hiểm luôn. Phần này nó giống cái cán vợt vậy đó các. Nè, cái này có tem bạc ha. Olympic. Này, cần câu tay, ngọn đặc. Tháp lông phụng ở đây. Phần này tháp lông phụng nha, ở đây nó có đường viền các. Nó tháp các. Cần đã qua sử dụng ha. Đó. Cái này độ cứng của cần là 3h ạ. À. Đường kính ngọn 0.8 ly, trọng lượng 252 g. Em bán giá là 208 nha. Cho em mã 19 280.000, Olympic nội địa Nhật. Cần không lỗi. Và sang mã 19. 15 6 7 8 9. 20 đi, cái này mã 20 nha các. Em gửi đến các anh cần carbon, cần câu tay 5m4 carbon. Chất liệu carbon xoắn. Cái cần này dài 5m4 và độ cứng của nó sẽ là 5h. Trọng lượng cây này là 3 lạng nha, 300 g. Tổng cộng là 6 lóng. Một cây 2 carbon rod. 2 carbon rod là carbon xoắn. Tay cầm được làm nhám. Ngoại hình thì có chỗ này. Nó tróc nước sơn. Đầu lóng ok, chỉ mắc màu chứ không có bị tước bể ha. Ngọn khá là to này, ngọn còn rất là zin nha các. Phôi sẵn. Cái này thì độ mới của nó cũ theo thời gian, nó rơi khoảng chừng là 70-75 nha. Còn đây, lóng em rút ra cho các anh xem. Không lộ, không đổi chế ha. Chỉ có xước nhẹ. Đấy. Càng Nhật bại thì nó vậy thôi. Có mới có cũ.
Đường kính ngọn 1.7 ly, trọng lượng 308 g. Cái này em bán 690 nha. Cho em mã số 20, 690.000. 21. Sẽ là một cây đai hoa dài 5m4. Cái này có tem vàng ở bên đằng sau ha. Đai hoa nội địa Nhật Bản. Tay cầm được cuốn chỉ và cái này câu cảm giác. Cái này độ cứng là 3.5H. Có ngọn đặt cho mình. Đây, đầu rất đẹp. Ngọn đặt và có tháp Long Phụng. Đặt tháp Long Phụng. Cái này về mình câu cá 1-3 kg thoải mái ca. Và mình vẫy rô giết ok. Độ mới hiện tại nó rơi khoảng chừng là 80%. Chất liệu làm bằng carbon ha. Đường kính ngọn là 0.7 ly, trọng lượng 159 g. Mã số 21 giá là 680.000. 21 608. Sang 22. Cần câu tay đơn đài luôn nè. Cần 4m5 Hirabuna bản Tiger. Cái này thì xuất xứ là Korea, xuất thị trường Nhật, có mã code và thêm vàng ha. Tay cầm được làm nhám rất là khó bay màu. Cái này thì bên dưới thì nó có lỗ thoát nước và khoen buộc bảo hiểm luôn rồi. Có thể buộc cái mắc cái dây vào đó ha. Nắp chụp đi kèm. 4m5 độ cứng là 5H. Phôi carbon xoắn toàn thân. Cần đa thẳng lắm ca. Anh có thể câu đơn đài, câu nguyên ngày cũng không mỏi tay đâu. Cái này trọng lượng khoảng 136g. Khi mà đa cần mình cầm ở đằng góc cũng được ca. Cầm đằng góc nó nhẹ ha. 136 cho cây 4m5. Đường kính ngọn cần là 1.3 ly. Và mã 22 giá bán là 800. 22 800.000. 23. Cần câu tay BVLC nè. Cây này thì có tất cả mọi thứ các anh cần luôn. Nè, có đối trọng, lỗ thoát nước, khoen buộc bảo hiểm. Có đạn ABS, có mã code cho các anh xem luôn ha. Mã vạch của nó đầy đủ. Đạn ABS đây. Đấy. Cần này có chiều dài là 5m4, độ cứng là 4H. Chính hãng BVLC, chất liệu là carbon ha. Màu đen, bên trên có hình con rồng luôn. Nắp chụp và đóng semi chống nổ đầy đủ. Độ bu thì 360 độ chống sóng dây. Đấy. Đầy đủ cho anh nào có nhu cầu cao ha. Còn thiên về những cái mẫu khác thì nó sẽ là như vậy thôi. Cái này thì nó khác biệt một tí. Sáng đẹp ca. Rồi, sang mã 23 nha. Cái này đường kính ngọn là 1.3, trọng lượng 186g. Mã số 23 em bán 420. 23 420 nha. Sang 24. Cần có đi kèm túi vải, cây NFT này. NFT Power Loop can. Cái này ra thẳng và phôi là phôi sóng văng. Này phôi còn nguyên hết. Này chiều dài là 5m4 nha. Ở đây nó nhám nhám cái phần mà nó dán keo đồ các kiểu á ca. Nó dán bằng keo á. Ở đây lau chùi còn một tí nè. NFT. Tem vàng đầy đủ. Ngày này rất còn rất nguyên nha. Bên dưới thì có lỗ thoát nước và khoen bộ bảo hiểm luôn. Cái đế này vặn ra bình thường. 5m4 độ cứng là trên 3.5H nha. Bởi vì ngọn cần sẽ là ngọn đặc á. À, cái này nhầm, em nhầm. Cái này hình như là ngọn rộng á. Ngọn của nó hiện tại là ngọn carbon xoắn luôn ha. Đây, quay phần này đi. Đây, nó xoắn ha. Đấy, cái ngọn nó nè. Dài và xoắn luôn. Xoắn văng hết, dạng xoắn văng hết. Xoắn văng này ca. Xoắn văng là nó nổi, các anh chạm vào nó nổi hết. Và nó to ha. Xoắn nổi to, lò xo, cái lò xo to ra. Lớn. Ra càng rất là thẳng luôn. Anh nào muốn xem hình thì kết nối em gửi hình đầy đủ chi tiết cho các anh xem ha. Cái này đường kính ngọn là 0.9 ly, trọng lượng là 139 g. Mã số 25 em bán giá là 1.350.000 nha. NFT 5m4, 25 1.350k.
Sang 26 gửi đến các anh một cây Hedabuna nữa. Và cây này màu đỏ đô ha. Đỏ nâu đỏ đô nè. Chiều dài 5m4, độ cứng là 5H. Bạn Kodia xuất Nhật luôn. Và hàng đẹp luôn nha. Hàng không lỗi lầm luôn á. Này, ngọn sắn toàn thân. Màu đỏ đô và phôi carbon sắn toàn thân nha. Tổng cộng có 5 lóng cho mình các nhận hàng kiểm tra ha. Thu gọn của cần hiện tại á, thu gọn cái lóng này là 1m2. Lóng dài thì mình đi câu đơn đài thì nó dễ dàng, nó thao tác hơn ha. Rồi. 24 sang 25. Cái này giá bán là 900. Sang mã 26 em gửi đến canh một cây cần lóng ngắn nè, chế độ zoom 3k. Cái này chất liệu carbon. Super bass, chiều dài là 5m4. Cái này hàng made in Japan nha. Có đóng chữ Japan bên dưới cái tem này. Này có khoen bộ bảo hiểm và chế độ zoom 3 các. Có thể câu 4m2, câu ngắn nè, câu dài 4m8, câu dài là 5m4. Này lóng ngắn có ngọn đặc các. Lóng ngắn đa phần là chơi ngọn nhỏ, ngọn đặc hết. Lóng ngắn mà muốn kiếm ngọn to thì chắc là đi tìm 100 cây có cây các. Chế độ zoom ha. Cái cần này ra cần thẳng. Cần không lỗi và còn đẹp luôn. Đường kính ngọn là 0.7 ly. Trọng lượng là 221 gram. Cây này độ cứng là trên 3.5H nha. Và giá là 580. Chiều dài thu gọn là 63cm ạ. Cho em mã số 26, 580.000. Mã cuối cùng ha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Các anh ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ kênh nha. Và các anh nhớ bấm chuông thông báo và bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh em. Và đón những video mới tiếp theo em sẽ ra. Đồ câu Nhật gửi đến các anh đi câu giải trí nha. Xin chào tạm biệt.